Luke 2:6-19. And so it was that while they were there, the days were accomplished that she should be delivered. And she brought forth her firstborn son and wrapped him in swaddling cloths and laid him in a manger, because there was no room for them in the inn. And there were in the same country shepherds abiding in the field, keeping watch over their flock by night. And lo, the angel of the Lord came upon them, and the glory of the Lord shone round about them, and they were sore afraid. And the angel said unto them, Fear not, for behold, I bring you good tidings of great joy, which shall be to all people. For unto you is born this day in the city of David a Savior, which is Christ the Lord. And this shall be a sign unto you. Ye shall find a babe wrapped in swaddling cloths, lying in a manger. And when they had seen it, they made known. And suddenly there was with the angels a multitude of the heavenly host, praising God and saying, Glory to God in the highest, and on earth peace, goodwill toward men. And the angel, when the angels were gone away from them into heaven, the shepherds said one to another, Let us now go even unto Bethlehem, and see this thing which has come to pass, which the Lord thy God giveth thee. And they came with haste, and found Mary and Joseph and the babe lying in the manger. And when they had seen it, they made known abroad the saying which were told them by the shepherds. But Mary kept all these, and all they that heard it wondered at those things which were told them by the shepherds. But Mary kept all these things and pondered them in her heart. Thank you.
thành vắng, có ánh sao sáng trong đêm trường. Đêm nay cứ Chúa giản dị, giản dị người chôn trên lạnh giá. Ô vui thay, quá vui thay, Chúa giản dị, giản dị chỗ này. Ta hãy mau đến mừng vui chí cao, đêm nay đã giáng trên làm người. Bầu trời cả vàng, mặt đất về việc trợ giúp các thánh đồ, tôi không cần phải viết thêm cho anh em nữa, vì tôi biết nhiệt tâm của anh em, và tôi đã khoe về anh em với người ở Macedonia rằng người A-trai đã sẵn sàng từ năm ngoái. Lòng nhiệt thành của anh em đã rục rã nhiều người, nhưng tôi đã phái các anh em này đi để niềm tự hào của chúng tôi về anh em không trở thành vô ích, và để anh em có thể sẵn sàng như lời tôi đã nói. Kẻo khi những người Macedonia cùng đến với tôi, thấy anh em không sẵn sàng, thì chúng tôi, nếu không muốn nói là cả anh em nữa, sẽ bị xấu hổ vì đã tin tưởng như thế. Vì vậy, tôi nghĩ cần phải thúc giục vài người đến chỗ anh em trước và chuẩn bị sẵn phần quyên góp mà anh em đã hứa, để việc quyên góp này được sẵn sàng như một tặng phẩm tự nguyện, chứ không do ép buộc. Hãy nhớ rằng, ai gieo ít thì gặt ít, ai gieo nhiều thì gặt nhiều. Mỗi người nên quyên góp tùy theo lòng mình đã định, không miễn cưỡng hoặc do ép buộc. Vì Đức Chúa Trời yêu mến người dâng hiến một cách vui lòng. Đức Chúa Trời có quyền ban cho anh em ân điển sung mãn để đáp ứng mọi nhu cầu của anh em, lại còn có dư dật để làm mọi việc lành, như có chép rằng: Ngài ban phát rộng rãi, giúp đỡ kẻ nghèo khó. Sự công chính của người tồn tại mãi mãi. Đấng cung cấp hạt giống cho người gieo và bánh làm thức ăn sẽ cung cấp hạt giống cho anh em và làm cho sinh sôi nảy nở, cũng sẽ gia tăng bông trái công chính của anh em. Anh em sẽ được phong phú trong mọi sự để làm mọi việc từ thiện, để qua chúng ta, người ta sẽ cảm tạ Đức Chúa Trời vì sự trợ giúp này không những đáp ứng nhu cầu của các thánh đồ mà còn khiến nhiều người cảm tạ Đức Chúa Trời nữa. Việc trợ giúp này là bằng chứng để họ tôn vinh Đức Chúa Trời
vì sự vâng phục tin lành của Đấng Christ mà anh em đã bày tỏ và vì sự trợ giúp rộng rãi của anh em đối với họ, với mọi người. Còn họ sẽ cầu nguyện cho anh em và quý mến anh em vì ân điển kỳ diệu Đức Chúa Trời đã ban cho anh em. Cảm tạ Đức Chúa Trời vì sự ban cho của Ngài. Không bước đi trong thấy đâu. Tôi xin mùa Giáng sinh này chúng ta trong mắt thấy thì chúng ta thấy gì? Thấy đi shopping nhiều phải không? Tôi biết nhiều người bây giờ ai đi shopping rồi. Thường thường một số người á, hầu như ai nấy chờ ngày cuối cùng mới đi shopping. Phải không? Ai nấy chờ ngày cuối cùng shopping, còn mấy tháng trước á, đồ xe không chịu mua. Đợi tới giờ này mới mua, bắt đầu ra mua thì hứng cái gì, đụng cái gì, lấy cái đó về. Thì nó mắc phải không? Cho nên mỗi mùa Giáng sinh ai nấy đều lo lắng rất nhiều. Tôi biết quý vị ngồi đây nhưng mà có một số người lo không biết nay mua quà cho hết chưa, nên là suy nghĩ checklist con cháu chắc vợ một vợ thôi đỡ ông này ông kia. Chúng ta nguyên một cái list dài thiệt dài, khi chúng ta đến mùa Giáng sinh là chúng ta rất là sợ. Tôi không có đi shopping quý vị, tôi là đồ ai cho tôi bận. Thành ra tôi không biết giá cả, không biết về năm nay giá cả cách có hơn năm rồi nhiều hơn, khá cao hơn không? Mỗi năm đều cao lên phải không? Thành ra càng ngày giá cả càng tăng lên, nhưng mà mức lương của chúng ta có đi theo đó không? Mức lương của chúng ta vẫn y nguyên phải không? Hầu như chúng ta mức lương lại y nguyên mà giá cả là tăng lên, thì nó càng lo hơn nữa. Lo là mỗi ngày chúng ta càng có nhiều bạn bè, tại vì khi mà chúng ta lớn tuổi lên á, thì chúng ta có nhiều con, nhiều cháu, nhiều chắc. Thì con cháu chắc nó nhiều thật nhiều. Rồi vừa hết Giáng sinh là chúng ta sẽ bắt đầu qua năm mới rồi, lì xì tiếp. Thành ra cuộc đời chúng ta là một người lo âu. Chúa sanh chúng ta ra không phải là một người để lo quý vị. Chúng ta sanh ra, Chúa tạo dựng chúng ta ra không để phải lo, mà chúng ta buộc chúng ta vào thế gian này để chúng ta lo. Đó là lý do mà tôi muốn chia sẻ với quý vị hôm nay. Chúng ta hãy nghĩ lại mỗi mùa Giáng sinh, tại sao chúng ta có những hình thức bên ngoài. Những người dân ngoại họ không tin Chúa, họ làm những điều của Giáng sinh, xong rồi hội thánh của Đức Chúa Trời cũng bắt chước theo, cũng làm y chang như thế đó. Thì chúng ta đem một cái gánh nặng vô trong chúng ta. Tôi biết chúng ta đem nhiều gánh nặng vào bởi vì những cái bên ngoài thế gian này nó đã tạo lên, mà thật sự ra không phải tạo ra từ hội thánh của Đức Chúa Trời quý vị. Chúng ta suy nghĩ lại đi, nhiều điều trên thế gian này họ tạo lên những cái phong tục mà không phải từ xuất phát từ hội thánh của Đức Chúa Trời, mà từ của thế gian này thôi. Dẫu là họ biết Merry Christmas, tôi biết nhiều người chúc mừng Giáng sinh với nhau, nhưng mà không biết cái ý nghĩa trong đó như thế nào. Đó là lý do sáng hôm nay tôi muốn chia sẻ quý vị đi vào cái điểm chính của cuộc đời chúng ta. Khi mà chúng ta nói chữ Merry Christmas, khi mà chúng ta nói chữ Merry Christmas, chúc mừng Giáng sinh, là chúng ta phải biết rằng cảm tạ Chúa. Cái điều mà chúng ta nói cái chữ Merry Christmas, là chúc mừng Giáng sinh, là chúng ta thốt lên lời cảm tạ Chúa, Đức Chúa Trời vì sự ban cho của Ngài không xiết tả. Nhưng mà xiết tả có nghĩa là gì? Là không thể diễn tả ra lời nói được. Làm sao chúng ta diễn tả bằng lời nói được? Rất là nhiều điều chúng ta có thể diễn tả lời nói được. Thí dụ quý vị cho tôi tiền bạc, quý vị cho tôi tài, cho tôi tình, cho tôi bất cứ điều gì, tôi có thể diễn tả được lời nói của tôi. Nhưng mà quý vị cho tôi sự sống, tôi không thể diễn tả được quý vị. Sống sao đây? Diễn tả sao đây? Tôi không thể diễn tả được. Quý vị đưa điều gì trên vật chất trước mặt tôi có thể diễn tả được. Đó là lý do cái điều mà điểm chính mà chúng ta phải biết rằng Merry Christmas đó là sự ban cho của Đức Chúa Trời, không xiết tả được cuộc đời của chúng ta, không thể tả được cuộc đời chúng ta. Ý quên ha. Bây giờ mình nói không xiết tả mà sao giờ mình cũng khó khăn vậy ha. Đôi khi chúng ta nói ồ Chúa ban cho tôi sự sống, nhưng mà tại sao tôi không có giống như cái điều mà tôi nói trong miệng tôi thốt ra. Tôi vẫn buồn, tôi vẫn mất bình an, tôi vẫn rầu, tôi vẫn lo, gây lộn cũng gây lộn. Người ta chửi mắng với nhau vẫn chửi mắng, mắng nhiếc, nghèo, khổ. Tại sao khi mà chúng ta nói lời không xiết tả được mà sao những điều đó lại xuất phát ra được nữa? Hãy trở lại bối cảnh. Trong sách này, khi mà Chúa Giê-xu đến với thế gian,
Quý vị có biết Chúa Giêsu đến ngay chỗ nào không? Đâu phải ở Caesar Palace phải không? Đâu phải ở Bellagio phải không? Đúng vậy, Chúa Giêsu không đến chỗ đó. Thì làm sao chúng ta khác biệt được? Trong cái mường tượng của mùa Giáng sinh, chúng ta hay mường tượng những điều đẹp. Tôi có một lần tôi xuống cái đài TBN đó, họ cái stair đó, cái cầu thang á, nó mạ bằng vàng. Tôi vô restroom nó cũng mạ bằng vàng. Tôi đi lên ra ngoài, có lần tôi làm một cái video hát nhạc Giáng sinh của tôi á, tôi quay phim á, nhìn lại nó chói thiệt là chói luôn. Tại ngoài sau cái background của tôi nó chói ghê là chói luôn, nó vàng, mạ vàng nguyên ngoài sau luôn. Thì tôi muốn mường tượng lại, tôi nói không lẽ cái điều này thật sự là vậy không? Hay là cái hiện tại thực tế như thế nào? Thì trong sách Luca cũng là một sách của một sứ đồ viết ra, nói là bây giờ một người trong đoàn dân thưa với Đức Chúa Giêsu: thưa thầy, xin bảo cho anh con chia gia tài cho con. Ngài đáp: này người kia, ai đặt cho ta là người sự kiện hay là người chia gia tài cho các con? Ngài phán với bọn họ: hãy cẩn thận đề phòng mọi thứ tham lam, vì sự sống của con người không cốt tại của cải mình dư dật. Giáng sinh đôi khi chúng ta, tôi biết nhiều người thích tặng người khác để chứng minh mình là giàu có. Còn người nghèo thì mặc cảm, không dám nhận. Người giàu thì thích thải ra. Người nghèo mặc cảm, không, tôi không lấy đâu, ngại quá. Phải không? Nó có hai cái giai cấp ở trong thế gian này. Một trong hai chúng ta sẽ rơi vào. Chúng ta, tôi biết chắc chắn nhiều người không có đứng giữa đâu. Tại vì chúng ta sẽ nghèo hơn người giàu mà giàu hơn người nghèo. Cho nên chúng ta sẽ đứng ngay chỗ nào trong hoàn cảnh đó. Chúng ta chơi với bạn giàu thì chúng ta rất là thấy nghèo. Mà chúng ta chơi với bạn nghèo thì chúng ta cảm thấy chúng ta rất là giàu. Một trong hai chúng ta rơi tình trạng đó. Thì trong lời Chúa nhắc nhở chúng ta, cũng trong cái đoạn mà anh mới vừa đọc qua, trong đoạn 9 của sách Corinto, sứ đồ Phaolô nói lúc đó ông cũng diễn tả cái việc mà ông cảm tạ Chúa không xiết tả được. Mà lúc đó quý vị biết sứ đồ Phaolô có phải là triệu phú lúc đó không? Không phải không? Lúc đó ông nói tôi cảm tạ Chúa những điều ban cho của Ngài không xiết tả. Quý vị tưởng tượng lúc đó ông là triệu phú không? Không có đâu. Mà lúc đó ông là gì? Đang bị đánh đập, tù đài, khổ nhục, chứ không phải là bình thường đâu. Tại vì trước khi Chúa thay đổi cuộc đời ông á, ông là một người học thức, xa hoa, giàu có, ông là người rất là giàu, mà ông là người hiểu biết tất cả mọi sự. Tại ông là thầy luật mà, ông học ông thầy rất là giỏi, ông giống như là người tiến sĩ, ông có tất cả trước đó. Nhưng mà khi ông gặp Chúa là bị đánh đập, khổ nhục, nghèo khổ, mà ông nói cảm tạ Chúa những điều Ngài ban cho con không thể tả được. Trước kia ông có tất cả, nhưng mà ông chưa bao giờ nói điều đó. Trước kia cuộc đời chúng ta có tất cả, chúng ta chưa bao giờ nói điều đó. Nhưng mà bây giờ chúng ta đã mất hết đi, chúng ta có khả năng hay là dám nói điều đó không? Cảm tạ Chúa, con cảm tạ Ngài vì Ngài ban cho con không tả được. Khó nói phải không? Trúng số thì chúng ta mặt mai mới nói được. Hay là vô trúng ánh vậy á. Cảm tạ Ngài con trúng ánh không diễn tả được. Phải không? Nhưng mà khi mà chúng ta nghèo khổ thiếu thốn, chúng ta dám nói là cảm tạ Ngài điều Ngài ban cho con không tả xiết. Không, đó. Tôi mong rằng quý vị dám nói điều đó khi mà chúng ta thiếu thốn. Còn chuyện dư dật là chuyện bình thường. Bởi vì ngoài sau lời mà chúng ta cảm tạ Chúa, chúng ta sẽ nghe đây. Trong thực tế, trong câu 11. Trước nhất, chúng ta thấy câu 8. Đức Chúa Trời có quyền ban cho anh em ân điển sung mãn để đáp ứng mọi nhu cầu của anh em. Chúa có quyền tất cả ban cho
Chúa có toàn quyền tất cả. Đôi khi chúng ta nói là Chúa ban cho, Chúa lấy lợi, Chúa không có lấy lợi quý vị. Đây là một thần học chúng ta hơi lệch lạc chút xíu. Đức Chúa Trời là Đức Chúa Trời tình yêu thương. Ngài ban cho chỉ một điều, bởi vì Chúa nói là ân điển. Ân điển có nghĩa là một chiều thôi chứ không phải hai chiều. Chúa không cho rồi Chúa lấy lợi, Chúa cho, Chúa lấy lợi, Chúa cho, lấy lợi, không có đâu. Chúa cho quý vị Mercedes là quý vị lái chiếc Mercedes suốt đời, quý vị chạy đụng xe là chuyện của quý vị. Chứ đừng nói đụng xe cái nói Chúa lấy lại, Chúa không lấy lại đâu quý vị. Quý vị có nhà cao cửa rộng xong rồi bị foreclosure, đó là quý vị chứ không phải là Chúa lấy lại cái nhà của quý vị đâu. Nên nhớ rằng Chúa ban cho, Chúa có quyền ban cho, nhưng mà Chúa không bao giờ lấy lại. Điều đầu tiên chúng ta phải nhớ điều này. Qua phần nữa, khi mà Ngài ban cho thì Ngài nói là trong câu 10 chúng ta thấy đấng cung cấp hạt giống của người gieo và bánh và thức ăn sẽ cung cấp hạt giống cho anh em và làm cho sinh sôi nảy nở, cũng sẽ gia tăng bông trái công chính của anh em. Anh em sẽ được phong phú trong mọi sự. Mọi sự chúng ta thấy phong phú trong mọi sự để làm mọi việc từ thiện, để qua chúng ta người ta sẽ cảm tạ Đức Chúa Trời vì sự trợ giúp này không những đáp ứng nhu cầu cho các thánh đồ là chúng ta đó, còn khiến nhiều người cảm tạ Đức Chúa Trời nữa. Chúng ta được cái sự phong phú Ngài ban cho. Khi mà nói chữ phong phú, cái từ enrich, cái tiếng Anh nó gọi là be enriched, thì khi mà ban cho, Chúa ban cho chúng ta một cách rộng rãi thì chúng ta đáp ứng lại, chúng ta nhận vô một cách rộng rãi. Khi mà cái gì mà nó rộng rãi đó thì sao? Nó sẽ tràn ra. Không biết quý vị nhớ hồi xưa Việt Nam mà lúc mà thời khó khăn mà đông gạo á, họ đông gạo đổ một cái nào sớt cái nè, lắc cái lọn cái nó hụt xuống dưới á, cái đó đâu phải rộng rãi phải không? Hay là mấy cái tiệm mà quán bar mà nó rót bia đó, nó đổ nó làm cho bọt thiệt bọt, nó bơm ga xong rồi cho bọt thiệt bọt cho nhiều vô, nó đổ vô cái hồi cái ly còn chút xíu, cái đó đâu phải rộng rãi phải không? Thấy trên mắt chúng ta là rộng rãi, rộng lượng, phong phú, nhưng mà xong rồi thực tế nó sẽ cạn đi. Cuộc đời chúng ta cũng vậy, khi mà chúng ta nhận vô những gì Chúa ban cho đó mà chúng ta nhận không đúng thì tự nhiên thấy nó lừng. Cảm ơn Chúa con người, amen. Tôi thường thường không xin amen quý vị. Quý vị cứ amen không sao, hallelujah. Tôi thường thường ít khi nào tôi giảng tôi xin amen, nhưng mà quý vị cứ amen. Bởi vì mỗi người đúng trong tình trạng của quý vị cứ amen. Bởi vì lý do như thế này, trong những điều mà khi mà Chúa nói, tôi nói là điều phong phú Chúa ban cho ra mà chúng ta bị cạn, amen. Bởi vì sao? Hầu hết chúng ta ngồi đây bị cạn hết trơn rồi. Cạn. Tôi nói thực tế là vậy, chính tôi cũng bị cạn một lần. Tại vì chúng ta nhìn trên con mắt của chúng ta xin, chúng ta muốn cái điều gì đó. Giống như mà chúng ta, tôi nói cái thí dụ mà đông gạo mà thời khó khăn á, đông gạo lắc cái nó rớt xuống còn nửa bao á, hay là bia rượu đổ vô cái bọt nó mất tiêu hết trơn à. Cái đó cuộc đời chúng ta xảy ra, ai sống trên thế gian này cũng bị cái điều đó xảy ra. Bởi vì chúng ta không biết cái sự rộng lượng của Chúa, cái sự phong phú của Chúa mà chúng ta không chứa được. Chúng ta đem lộn điều. Chúng ta qua câu 13. Việc trợ giúp này bằng chứng để họ tôn vinh Đức Chúa Trời vì sự vâng phục tinh lành của đấng Christ mà anh em đã bày tỏ và sự trợ giúp rộng rãi cho anh em đối với họ làm cho mọi người. Khi mà Chúa ban cho chúng ta nhu cầu, thường thường á, cuộc đời chúng ta, tôi hay nói vui và nhiều người nghe tôi hay nói điều này là thích đủ thứ á. Chúng ta thích đủ thứ. Thì thật ra Chúa là cha nhân từ, Chúa cho chúng ta những điều chúng ta thích đủ thứ. Có đó. Thật ra Chúa có cho đó, chứ không phải Chúa không cho đâu. Chúa cho, Chúa đáp ứng tất cả những cái sở thích đủ thứ của chúng ta đó. Nhưng mà đôi khi cái thích đủ thứ của chúng ta không ngờ được những điều thích đủ thứ của chúng ta nó cũng bị cạn đi. Bởi vì chúng ta quên cái mục đích khi mà Chúa cho chúng ta điều gì.
Chúng ta quên cái mục đích Chúa khi mà Chúa đổ cái sự phong phú, sự dồi dào của Chúa trên cuộc đời chúng ta. Chúng ta quên cái mục đích chính mà Chúa đổ vô cuộc đời chúng ta. Có một câu chuyện như thế này. Có hai cha con, một ngày nọ, ông chở một cái đứa con, chắc tuổi teenager thôi. Ông lái trên freeway thì cũng lúc đó cũng khoảng 11 giờ, 2 giờ trưa rồi. Thì khi ông lái trên freeway thì đứa con mới nhìn thấy cái bảng In and Out Burger. Cái nói, Dad, I'm hungry. Ba ơi, con đói bụng quá. Cái người cha mới exit liền. Vô, đậu cái kích. Order, hai cha con đi vô order. Thì cha lớn tuổi đâu dám order nhiều, sợ cholesterol cao. Cho nên, I want a cheeseburger and a water. Chỉ cheeseburger với water thôi. Rồi người con order ấy con. Con đứng lại, I want a cheese double 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 cheeseburger, an animal fries and a milkshake. Xong rồi hai cha con mới ngồi ăn bữa trưa đó. Thì người cha với người con ăn thì cái cheeseburger quý vị biết cắn chừng 3-4 cái là hết rồi. In-N-Out Burger thật sự ra nó cũng nhỏ lắm chứ không phải là cái giống như Carl's Jr. đâu. Cái cheeseburger nó nhỏ như thế, 3-4 cái là ăn hết rồi. Thì người cha ăn xong rồi ngồi khoanh tay ngó rồi con ăn. Thì con vẫn còn nhóc nhép tại nó order cái double double cheeseburger rồi cái animal fry ấy. Thì người cha mới ngồi cũng buồn miệng thò tay qua. Lượm miếng fry bỏ miệng. Cái con đánh tay cha. Nó nói, why didn't you get your own? Tại sao ba không lấy cái của ba đi? Thì cha cũng buồn. Ngồi ngó con mình ăn mà sao? Mới thò qua chút xíu mà nó quánh tay mình rồi. Xong người cha cũng nhịn, nói, thôi kệ con mình. Sao nó đói mà thôi cho nó ăn hết đi. Thôi hai cha con ăn xong rồi trở về nhà. Thì nguyên buổi lúc đầu hai cha con vui vẻ nói chuyện với nhau. Cái này đi về chạy xe về, hai cha con yên lặng không nói rằng gì trơn. Chạy về nhà, mạnh cha vô nhà, mạnh con vô nhà. Thì người cha mới suy nghĩ, không lẽ hồi nãy biết nhỉ, mình order 2-3 cái french fry để đó chơi. Order 2-3 cái double cheeseburger để đầy trên đó. Cho thằng con mình nó thấy là cha mình á có khả năng mua để đầy trên đó đó. Mà anh giờ thò có một cái french fry mà nó đánh tay tôi rồi. Khi mà chúng ta nhìn cái bối cảnh đó thì chúng ta nhìn thấy Đức Chúa Trời á có thể order nhiều cái animal fry cho quý vị để trước mặt chúng ta. Chứ không phải Đức Chúa Trời không có khả năng. Chúa có thể mua 3-4 cái double cheeseburger trước mặt chúng ta. Nhưng mà đôi khi Chúa thử chúng ta một cái miếng french fry thôi mà chúng ta đã đập tay Chúa rồi. Tôi nói điều này nó một cái ý nghĩa sâu xa, quý vị về suy nghĩ đi. Cứ suy nghĩ đi, tại sao Chúa không có xin chúng ta nhưng mà Chúa chỉ thử chúng ta một chút xíu thôi là chúng ta có một cái phản ứng không đẹp rồi. Ai trên cuộc đời chúng ta cũng bị dập phạm một chút nào. Cha của chúng ta có tất cả. Nhưng mà đôi khi cha chúng ta chỉ thử chút xíu thôi là chúng ta không có một cái thái độ tốt rồi. Tuy rằng đó là một cái diễn tả hình ảnh của con người, nhưng mà tôi nghĩ Đức Chúa Trời không có giận chúng ta giống như người cha xác thịt đâu. Về không phải là cha mạnh cha đi mạnh con đi vô phòng đóng cửa cái rầm. Đức Chúa Trời không làm điều đó quý vị. Đức Chúa Trời vẫn yêu thương chúng ta. Mà Ngài xuống thế gian một lần nữa, Ngài ban cho chúng ta gọi là Đức Thánh Linh. Chúa đến thế gian này 2000 năm trước đây, nằm trong chuồng chiên máng cỏ với một chỗ nghèo nàn để Chúa cứu chúng ta. Và mọi người không biết Chúa hy sinh mà có một cái thái độ vô lễ, đó là đóng đinh trên thập tự giá Ngài, sỉ nhục Ngài. Ngài chỉ đến trên thế gian này để cứu chúng ta thôi. Sau khi đó Ngài nói rồi, dẫu thế gian này có những điều mà không theo ý muốn của Chúa, nhưng mà Chúa nói bây giờ ta về trời, ta sẽ sai thần của ta đến một lần nữa mà để thay đổi lòng của chúng ta. Bây giờ chúng ta ngồi đây không phải bởi vì chúng ta
được người nào làm chứng về Chúa đâu. Nhưng mà chính Thánh Linh của Ngài báo cho chúng ta biết rằng chúng ta đã đi sai con đường và Ngài muốn trở lại chúng ta đúng con đường. Tại sao chúng ta đi sai con đường? Bởi vì chúng ta chỉ nghĩ về chúng ta thôi. Biết là chúng ta đang đói đó, gom hết french fry ăn double cheeseburger, đang đói đó, chúng ta ngốn ngáo mà chúng ta ăn thôi. Cuộc đời chúng ta theo Chúa cũng vậy. Đôi khi chúng ta chỉ lo cái con người của mình thôi. Cái gì cũng tôi. Shop bên này, tôi mua người đó món này 100 với tôi phải tặng cho tôi 200 á. Cái gì cũng tôi trước, rồi người kia sao. Nhưng mà đối với Chúa, tất cả mọi điều Chúa là đổi ngược hết. Dẫu chúng ta có làm điều chi, Chúa buồn, Chúa không làm lại những cái điều mà chúng ta làm Chúa. Nhưng mà Chúa làm hơn cái điều mà chúng ta nghĩ nữa. Đó là Thánh Linh của Ngài đang vận hành trong tâm linh chúng ta ngày bây giờ. Amen. Kết luận, chúng ta thấy câu 14, họ sẽ cầu nguyện cho anh em và quý mến anh em vì ân điển kỳ diệu Đức Chúa Trời đã ban cho anh em. Cảm tạ Đức Chúa Trời vì sự ban cho của Ngài không xiết tả. Chúng ta thấy như thế này, Chúa đã dạy chúng ta nghĩ hơn, làm hơn cái điều mà con người làm. Đó là không phải chúng tôi chỉ cầu nguyện cho chính tôi. Giống như tôi nói, khi tôi bước vô chức vụ, tôi cầu nguyện cho tôi ít hơn quý vị. Tôi cầu thay cho quý vị nhiều hơn. Bởi vì Chúa làm điều đó. Chúng ta bước vào lãnh đạo của Hội Thánh, chúng ta cầu thay cho người khác hơn là cầu thay cho chính mình. Đừng hỏi Chúa tại sao con đói, đừng hỏi Chúa tại sao con nghèo, đừng hỏi Chúa tại sao con bệnh. Nhưng mà chúng ta cứ cầu thay cho người khác đi. Chúa sẽ cho chúng ta sự giàu sang, Chúa sẽ trở lành chúng ta, Chúa sẽ cho chúng ta khỏe. Bởi vì cái này là cái định lực của Chúa. Cái định lực của Chúa không phải là chính Ngài. Sứ đồ Phao-lô đang bị tù đày đánh đập mà ông nói cảm tạ Chúa được, thì chúng ta cũng vậy. Chúng ta đang bệnh hoạn thiếu thốn, chúng ta không cần phải kêu cầu Chúa đâu quý vị. Chúng ta phải cầu nguyện cho người thiếu thốn hơn mình. Chúng ta cầu nguyện hơn người bệnh hơn mình. Chúng ta cầu nguyện cho cái người nào nghèo hơn mình. Đó là Chúa muốn chúng ta làm. Đó là cái định lực của Chúa cho chúng ta đó. Mà chúng ta từ xưa nay hầu hết, khi mà chúng ta gặp hoạn nạn, chúng ta cứ cầu xin Chúa nói, Chúa cho con trước đi rồi con mới hầu vì Chúa. Còn Chúa không cho con hả? Thôi Chúa, thôi con không làm gì đâu. Nên nhớ rằng, đó là đi sai đường của Chúa. Chúa đang đóng, bị đóng đinh trên thập tự giá. Ngài nói gì? Tha thứ cho họ. Tha thứ cho họ. Tha cho người bên đây. Tha cho người này. Nhưng mà chỉ có người bên đây biết. Còn người bên đây vẫn cứng đầu. Cứng cỏi. Một người lên thiên đàng. Một người xuống địa ngục. Hai người tội nhân hai bên. Một người lên thiên đàng. Một người xuống địa ngục. Họ không nghe được tiếng Chúa. Trong hội thánh Chúa cũng vậy. Nhiều người lên thiên đàng. Cũng có nhiều người xuống địa ngục. Cũng như hai tội nhân trên đó đó. Chúng ta theo Chúa. Chúng ta đều là tội nhân. Không ai thánh đâu quý vị. Chỉ có Chúa mới làm cho chúng ta thánh thôi. Thì khi mà Chúa làm cho chúng ta thánh, thì chúng ta mới trở nghe được tiếng Chúa. Mà được Chúa cứu chúng ta. Cũng hai người trên thập tự giá. Tại sao một người lên thiên đàng, một người xuống địa ngục? Bởi vì người bên đây nghe tiếng Chúa mà xin Chúa cứu con. Còn người bên kia nói, ông nếu ông đi trước trời á, cứu ông đi. Phải không? Chúng ta có hai thái độ. Cuộc đời chúng ta ai cũng có hai cái thái độ đó xảy ra trong cuộc đời chúng ta. Sáng hôm nay tôi muốn kêu cầu quý vị như thế này. Giáng sinh là niềm hy vọng cho nhân loại. Không chỉ chính gia đình chúng ta không. Nhưng mà chúng ta phải nghĩ cái người bên kia của chúng ta. Người ngoài gia đình chúng ta nữa. Bởi vì sao? Chúng ta không thể cung cấp cho họ tất cả mọi thứ. Nhưng mà chúng ta có thể đem cái sự hy vọng đến cho mọi người. Amen. Làm sao chúng ta đem được cái hy vọng đấy quý vị? Tôi muốn kết luận cho quý vị biết điều này. Trong châm ngôn có viết như thế này. Phước lành của Đức Chúa Trời Giê-hô-va làm cho giàu có. Ngài chẳng thêm vào đó đau khổ nhọc nhằn. Giáng sinh, quý vị muốn có sự giàu có không? Giàu có này tôi không có nói sự vật chất đâu. Khi chúng ta giàu có tâm linh á,
thì tự động cái sự giàu có của thế gian này nó chạy theo chúng ta, cái sự chúc phước nó chạy theo chúng ta. Tại phước của Chúa đi theo, nó không có cái kèm ngoài sau lưng đó, nó không có kèm cái sự đau khổ trong đó. Những người giàu trên thế gian này á, có giàu thiệt, nhưng nó kèm cái chuyện sao nó thêm vào sự đau khổ của gì. Chúng ta có tiền á, nhưng mà chúng ta đem theo cái sự đau khổ. Đôi khi tôi nói, đôi khi không có tiền á, mà sự đau khổ nó sẽ qua đi nhanh nhanh hơn. Nhiều khi chúng ta có tiền, chúng ta đau khổ hơn là không có tiền. Chúng ta phải thay đổi cái nhìn của chúng ta khi chúng ta theo Chúa. Đi theo Chúa, đôi khi xã hội này nó đã chuyển đổi cái Giáng sinh này trở thành một cái thương mại mà nó đàn áp chúng ta trong hội thánh của Đức Chúa Trời. Quý vị biết năm nay, hai năm rồi, tôi nhớ là không có tặng quà. Bởi vì đó là cái xã hội này, họ muốn tặng quà. Nhưng mà đối với chúng ta, cái tặng quà lớn nhất trong cuộc đời mình, đó là chúng ta tặng cho họ cái sự sống, là ân điển của Đức Chúa Trời. Đem tình yêu thương cho mọi người, nó lớn hơn cái món quà của quý vị mua ở Nordstrom May Robinson. Chiều hôm nay chúng ta có báp tem trong nước. Cái đó là món quà lớn nhất của cuộc đời trong chức vụ tôi. Tôi hầu việc Chúa mà tôi nhìn xuống không thấy người mới ngồi ở đây là cái sự thất bại của tôi. Tôi nhắc mỗi tuần quý vị. Quý vị mà không đem người mới tới đây sáng nay hay là tuần tới, tôi rất là buồn quý vị. Chúng ta theo Chúa nhiều năm nhiều tháng mà chúng ta không có bạn mới. Bởi vì chúng ta không có đủ cái tình yêu thương đem ra cho mọi người. Cái điều gì mà tình yêu thương mà người khác thấy thì người ta mới chạy vô, người ta tìm cái sự yêu thương thật ở tại đây. Mong rằng sáng hôm nay, nếu ai chưa biết về Chúa, tôi cũng muốn giới thiệu cho quý vị như thế này. Tình yêu thương thật nó xuất phát từ con người của chúng ta, chứ không phải ngoại cảnh đâu quý vị. Giáng sinh không đem lại tình yêu thương của cái ngoại cảnh, nhưng mà Giáng sinh đã từ bên trong. Vắng trong tuyết sương.
điệu reo rắt hát khen con một Chúa Trời dày sinh xuống cõi đời. Hỡi người dương thế lặng nghe cung đàn, mau tìm cho tới thờ kính vua giáng trần. Ôi hỡi trần gian im tiếng đi mà cung kính, Chúa con sinh ra trong mang cỏ hang lửa. Tuy Chúa là vua muôn nước suy phục tôn kính, Chúa bỏ ngai vàng sinh xuống trần đêm. Hãy subscribe.